Khả năng ô tô giá rẻ Hải Phòng. Xin kính chào tất cả quý bà con, các bác anh chị cùng toàn thể mọi người đã quan tâm theo dõi clip khả năng ô tô trong thời gian vừa qua. Em chưa mua bán trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Địa chỉ An Lão Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Trước mắt quý vị anh chị, đây là một mẫu xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, chiếc Toyota Vios đời 2016 nhé, phiên bản số sàn, động cơ 1.3 các bác nhé, động cơ 1.3 là bản thiếu ở bên Vios, nhưng mà nó được sở hữu cái động cơ của Yaris nên là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Cái máy thì nhập khẩu còn lắp ráp tại Việt Nam các bác nhé, Kia Toyota Vios lắp ráp tại Việt Nam nhưng mà máy thì nhập khẩu về, nó chỉ lắp ráp tại Việt Nam mình thôi. Xe đẹp, không đâm đụng va chạm ngập nước các bác nhé, màn nước sơn màu trắng ngọc trinh rất là đẹp. Tên chị gái người Thái Lan, chính chủ chị tên nữ luôn nha các bác nhé, chị yêu thích màu trắng này. Đời 2016, số sàn, động cơ 1.3, xăng nó chỉ tiêu hao tầm khoảng 5 lít rưỡi xăng đến 6 lít rưỡi xăng trên 100 km thôi. Xe rất là đẹp, từ sơn si đến máy gầm không cần phải làm gì cả các bác nhé, không cần làm bất cứ một cái gì luôn đó. Vừa rồi thì khả năng ô tô về thì đã là thông tắc két nước các bác nhé, rồi thì vệ sinh toàn bộ xe, sơn si tỉa tuốt đánh bóng toàn bộ xe đẹp đẽ như này rồi. Đấy, tên chính chủ chị gái người Hà Lan nên là xe đẹp, nói chung là không mất một phần keo chỉ nào, cam kết bao tết hãng cho bà con về vấn đề đâm đụng ngập nước các bác nhé, nên rất là an tâm. Bên em chào bán tại cửa hàng là 289 triệu đồng, có hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc cho bà con. Bà con quan tâm alo trực tiếp khả năng, số điện thoại 0326062789 đó. Xe đi gầm bệ chắc lịch. Đấy, tư nhân chính chủ, không cần phải sang tên đổi biển làm gì. Nếu anh em bà con thích sang tên đổi biển vẫn có thể rút hồ sơ sang tên thoải mái nhé. Đấy, chính chủ rồi thì anh em vẫn đi bình thường. Nhiều người đang không hiểu là sau ngày mùng cuối năm nay thì người ta sẽ không cho rút hồ sơ, không phải đâu nhé. Vẫn hỗ trợ rút hồ sơ bình thường nếu xe mà đã có chủ. Thì xe đã có chủ đây rồi thì anh em cứ đi thoải mái thôi. Đó, xe đẹp lắm. Máy gầm ngon lắm anh em nhé. Đây, Vios 2016, giá thì khả năng ô tô đang đưa ra là 289 triệu đồng, đăng kiểm tháng 6 năm 2023 các bác này, rất là dài. Tư nhân, một chủ, tính chính chủ nó không phải một chủ. Đấy, chủ thứ hai rồi nhưng mà rất là nét. Đó. Ở dòng xe Vios thì là dòng xe phân khúc hạng B, số sàn và đẹp nhất và bán chạy nhất. Vì sao nó đẹp nhất? Vì người ta mua đông nhất thì nó đẹp nên form nó thuận mắt lắm. Cái form của nó cũng rất là đẹp, cải tiến và nó không cần cầu kỳ quá hàng Nhật nè, nó chú trọng đến, không chú trọng quá nhiều đến hình thức như dòng Hàn, nhưng mà máy gầm của nó thì không thể chê được, bao giờ nó cũng vượt trội hơn dòng Hàn một chút. Đấy. Và cái doanh số bán hàng nó sẽ thể hiện cái sự đẹp hay không của nó các bác nhé. Doanh số bán hàng bao giờ nó cũng thể hiện cái tính ưu việt của nó hơn. Về cái chiếc xe bản G như này thì nó cũng vẫn có trang bị được nạp năng đúc này, túi khí hai bên hai cái, xi nhan gương, gương điện cụp xòe gương đầy đủ hết, gương kính chỉnh điện nhé. Đấy. Option thì khả năng ô tô đã làm rất là nhiều thứ rồi này, ốp máng nước, ốp trước, ốp sau, đèn trước, đèn sau này, rồi thì về mưa không hề thiếu gì cả rồi, chỉ về đổ xăng là chạy thôi, và xăng nó cũng rất là tiết kiệm nữa. Về gân gờ quanh xe nó rất là đều, không hề có dấu hiệu của việc va chạm hay đâm đụng gì cả, sơn căng đét luôn. Về chỉ việc không mất một giọt tiền sơn nào hay là 1.000 đồng tiền sửa chữa nào nữa nhé. Em đảm bảo cam kết bằng văn bản cho bà con là về nếu mà sửa chữa nữa thôi thì em cho xe luôn chứ không bán ấy. Rất là đẹp. Xe cũ thì chẳng ai nói trước điều gì cả, nhưng mà thực sự nó cứng đẹp như này rồi thì các bác an tâm thôi. Đó. Đây thì chúng ta cùng kiểm tra phần nội thất xem tình hình sao. Keo chỉ zin này có zin hay không các bác nhé. Đây này. Nội thất rất là mới các bác nhìn này. Đấy. Mới lắm đấy, ghế da mới tinh nhá, chân nỉ nguyên bản, nỉ nguyên nhé, không hề bẩn một chút nào. Đấy, vu lăng củ số của nó này nhìn rất là đẹp, có túi khí tích hợp nhé, củ số đây, không hề mòn, không hề bóng này, có màn hình vật vã bằng Android nhé, nội thất nguyên bản màu đen này. Đấy, nội thất này anh em ngồi gần Yaris rồi anh em sẽ thấy nó nội thất là nó nguyên zin theo xe. Đấy, keo chỉ cánh nguyên zin nhé, chỗ này thì nó hơi nệm nẹm một tí, người ta bả vào mất này. Đấy, nó hơi nệm nẹm một tí thôi, còn chỉ zin luôn, đây zin hết nhé, không mất phần nào. Đấy, ốc bản nề nó chưa mở anh em nhé, bản nề chưa mở luôn. Zin đét, mang nước sơn màu trắng xịn theo xe từ đầu. Cửa rã chắc lịch các bác nhìn này. Đấy, cứng chắc, đẹp lắm. Về chỉ việc đổ xăng thôi mà, có cần làm gì thêm đâu. Đây, vân sần cánh cửa nguyên hết ấy. Đây, rất là đẹp. Keo chỉ không mất phân nào ở chỗ này. Anh em nhìn này. Đó, nói chung là về cứng cáp, đẹp đẽ. Máy gầm ngon, điều hòa mát. Ghế bọc da mới, tư nhân chính chủ luôn. Giờ về chỉ việc đổ xăng thôi. Anh em là người Hà Nam thì giữ được biển, và anh em nào ngoại tỉnh thì có thể rút hồ sơ sang năm rồi rút nhá các bác nhé, không cần phải rút ngay đâu, nhiều anh em cứ thích rút ngay, tết đến nơi rồi nó nhiều việc.
đút nó nâu. Nhiều anh em cứ cố chấp mà không đút nó không sao cho sang tên. Không phải đâu, ai bắt chính chủ anh em được, xe đã chính chủ rồi, xe cho mượn, xe cho thuê thì như nào, đúng không ạ? Nhiều anh em có nhà có 3 người thì một xe thôi nào, đi cái người này đi không chính chủ, người kia không đi không chính chủ à? Đấy, giải thích mệt lắm, nhiều người cứ chủ quan, không hiểu cái luật. Luật đưa ra nếu mà anh em mà đâm đụng tai nạn thì nó có gọi cái ông chủ xe lên. Đấy, ông chủ xe bảo là tôi bán ông này rồi, thì lúc đấy là nó sẽ phạt chính chủ vì sao không sang tên. Đấy, nhưng mà ông chỉ cần chủ xe đây, em là chủ xe đây, em bảo em cho em mượn thôi là xong nhé các bác nhé. Còn khi anh em thích rút lúc nào thì rút. Đấy, nguyên tắc là anh em phải sang tên, nhưng mà xe cho mượn cho thuê không cần phải sang tên. Đấy, khi va chạm trước pháp luật thì người ta sẽ hỏi xe này của ai, thì mình sẽ ông nào trên đăng ký sẽ bị gọi trước, xong đó thì bảo ấy xe người nhà tôi, thì tôi là người mượn xe của ông đấy, thì đây tôi mượn của chị gái Hà Lan đấy, tôi đi thì bây giờ nó va chạm thì tôi chịu. Đấy, thế thôi, đơn giản mà, hạn hữu lắm mới phải dùng đến cái đấy thôi. Còn anh em là cái xe cỏ cỏ vay mấy chục triệu đồng mà sang tên thì có mà chết, đúng không ạ? Cái xe to tiền này thì các bác nên sang tên chính chủ thì nó sẽ tự tin hơn, nhưng mà không cần phải sang tên ngay, sang năm vẫn sang tên bình thường chứ không phải là, đúng không ạ? Đấy, mọi người cứ an tâm nhé. Đấy, xe rất là đẹp. Đấy, anh em hỏi dòng này có qua dịch vụ không thì trả lời trắng cho anh em là chắc chắn là qua này. Vì ớt số sàn mà không qua dịch vụ thì ai nghe, đúng không ạ? 6 vạn 8 là không chuẩn đâu. Nhưng vô lăng của số này nó khoảng tầm 15 đến 17 vạn anh em nhé. Đấy, 15 đến 17 vạn, nó rất là đẹp nhưng mà hơi bong bóng một tí ti thôi. Em đoán là tầm 15 đến 17 vạn. Cách đây vài năm thì nói thật với bà con là 3 năm gần đây là taxi để chơi. Mấy ông đi dịch vụ toàn để chơi hết. Gần nhà anh em có xe dịch vụ anh em biết ngay. Có những ông thì tận dụng được chạy rất là khỏe, nhưng có những ông thì ngồi chơi hết anh em nhìn này. Đấy, màn hình cam nùi đầy đủ hết rồi anh em nhé. Không cần làm gì thêm cả. Màn hình này màn hình to đẹp này. Đó, trang bị rất là nhiều thứ rồi. Màn hình Android luôn các bác nhé. Có YouTube, YouTube đầy đủ hết rồi. Wi-Fi, Wi-Fi bắt chạy như cho điên chó dại. Rất là ngon. Trần thì nguyên nỉ. Đấy, uy tín luôn. Sạch đẹp. Kiểm tra luôn cái phần khoang máy động cơ xem động cơ nó hoạt động làm sao nhé. Xem động cơ hoạt động làm sao. Không sao nó êm thế này. Máy nổ rất là êm. Thì hôm nọ khả năng ô tô đánh xe về thì có hiện tượng nó báo nhiệt độ. Đấy, giải thích cho mọi người xem. À, để mọi người biết được cách xử lý báo nhiệt độ như nào nhé. Khi đang chạy thì đồng hồ tắp nô nó báo cái nhiệt độ màu đỏ lên thì chúng ta nên dừng xe lại và kiểm tra. Vì sao nó lại báo nhiệt độ? Thì cái quạt gió điều hòa nó không hoạt động thì nó sẽ nóng nước, có thể dẫn đến thổi gioăng hoặc là nguy cơ làm máy rất là cao. Nhưng mà em nhìn thấy đèn ông nào tinh ý nhá, lái xe lô lăm chỉ cần nhìn phát biết ngay. Xuống nghỉ bắt đầu kiểm tra lại thì anh em nó chỉ cần về thay lại cái tháo ống nước ra. Bên trong này thì có một cái van hàng nhiệt, chúng ta tháo van ra xem có tắc van không. Nếu mà không tắc van chúng ta kiểm tra tiếp đến cái két nước này. Đôi khi là nó chạy rồi nước bẩn nó vào rồi nó két lại, nó không thông nước mạnh được tiếp. Cái nước ra nước vào nó không thổi mạnh được thì nó sẽ yếu đi, nó sẽ gây nóng máy. Đấy, nên là chúng ta thay phát là xong. Máy vẫn là nguyên zin anh em nhé, máy vẫn là nguyên zin. Anh em chỉ thay nước rồi, thay một số thứ cần thiết thôi, thay gioăng cái mặt máy này để cho chúng ta tháo ra vệ sinh hết cả những cái nước bẩn cạn đi. Chúng ta sẽ làm lại đổ lại dầu và ngon lành cành đào cho bà con và anh chị. Bây giờ anh em nào đi con này cực kỳ an tâm luôn, không bao giờ lo thổi gioăng hoặc là lo quạt gió không điều hòa không chạy nhé. Đấy, két nước này khả năng ô tô đã thay két nước mới bên trong đây thôi, một tí thôi. Còn cái môn này vẫn nguyên nhé. Anh em bảo đâm đụng mới thay, không phải đâu, nó chỉ cần tắc thôi anh em đã phải thay rồi, còn nó rò thôi. Còn đầu răng sắp xi này, nếu anh em nào thợ dẫn thợ đến đây mà bảo đâm đụng va chạm ngập nước là em tặng xe ngay, không hề bán cho các bác. Đấy, keo chỉ zin hết từ đầu đến chân, anh em nhìn thấy không, máy nó nổ êm du như chưa từng nổ, là máy bộ hơi còn nguyên zin anh em nhé, không hề có lo về chất lượng của chiếc xe. Anh em hoàn toàn an tâm về chất lượng của chiếc xe này. Khả năng ô tô xin cam kết bằng văn bản cho bà con là không đâm đụng va chạm ngập nước. Đấy, máy còn zin nhưng đã làm do anh em nhé. Đấy, giải thích cho mọi người hiểu, zin hết, máy nổ rất êm, không hề đâm đụng va chạm gì. Chào bán tại cửa hàng là 289 triệu đồng, động cơ 1.3, tên tư nhân chính chủ người Hà Nam đó, có 3 rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Còn bớt cho bà con các anh chị nào quan tâm alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các anh chị cùng toàn thể mọi người thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Khả Năng Ô Tô. Xin kính chúc tất cả mọi người hạnh phúc, vui vẻ, thành công, may mắn. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo.